xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Chucky và hôm nay mình sẽ chơi tiếp trò Lucius phần 2. Ồ, cái gì đây? Lấy được không? Phải nhìn không được. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ ở dưới đây nè. Nó dễ hơn một chút. Giờ đi theo cái mối tên phải không? Đi nhầm. Bên đây mới đúng chứ. Tội vãi. Ơi, nhà vệ sinh. Phòng nào mới đúng ta? Đây nè, có thằng mất dạy đây nè. Bạn thấy cái này không? Đây là cam tính bản đời mới nha. Giờ mình sẽ vứt ở đây. Ok. Sau đó mở cửa ra. Rồi lấy. Ném. Hừ. Rồi. Ném. Holy shit. Fuck. Qua đây. Ông ơi. Qua đây. Mày. Mày tưởng mày qua đây được chết à? Hả? Đúng thanh niên ngu luôn. Ok. Biến mày. Tao lấy gì quá. Pick up và mở. Tại sao lại có người tôi xét tâm phòng? What the fuck? Mày nên che giấu gì hả? Hàng bác sĩ này hãy không có vệ chứ. À không, hình như mỗi lần có người chết đó là mình tăng sức mạnh phải không? Giờ mình vô mình lấy sức mạnh luôn. Ok. Hello. Em vô em lấy tí đồ thôi anh ơi. Anh đi chị. Level up. Ok, bác sĩ nói nên rửa tay. Ok, em sẽ đóng cửa lại cho anh tự do trong đây nha. Sao mấy này giống nhau quá ta? Giống nhau phải nồi luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ find the nun room. Nói đâu ta? Chỗ này phải không? Ủa, đây cái gì vậy? Mình không biết là cái gì nữa. Ôi, những cái lò kìa. Fuck, chìa khóa gì lưng hết vậy. Mình cầm cái này đi, equip. Ok. Mở cửa ra. Thằng nào? À, cái phòng đó ở bên đây phải không? Phải là 5 room. Mà có thằng đó, thằng lao công nè. Ôi, thôi. Để thấy. Qua đây. Trời ơi, ngon chim. Qua đây. Thấy không? Nó qua nữa không? Đó rồi. À, mình có thể điều khiển cái não nó phải không? Nếu được thì điều khiển được. Ok. Mày đâu? What? Nó kìa. Điều khiển được nó không? Số 2. Ok. Chuẩn bị cái manta làm lẹ nha, ok. Ô fuck, không được, không kêu rồi. Thôi. À, mình sẽ phá cái cửa này ra. Y lấy cái kìm nè, equip và phá cái cửa. Rẹt. Rồi, cho này đi xuống. Thôi. Ok. Không thấy mình đâu. Đây cái bình này. Cái bình này có thùng xăng đâu rồi ta? Đây nè. Thùng dầu chứ. Ok. Rồi cho mày trượt té luôn. Thôi. Qua đây. Ui. Qua đây anh nè. Ui. Oh fuck. Cũng đầu chết rồi. Thôi. Đi xuống. Vui vậy. Qua đây. Qua đây nè. Ui.
Ủa sao cái dầu hết rồi? Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Oh, what the fuck. Hai mình khiến thằng này đi xuống mẹ đi. Ô, không đủ năng lượng, không đủ năng lượng. Tại sao để cho nó trượt qua đây? Fuck. Busted. Chó thiệt. Mình cần cái bình dầu khác. Quanh đây có cái bình dầu nào nữa không? Người chết tràn lan. À, các bạn đợi xíu để mình đi kiếm cái thùng dầu ăn. Ok, qua đây, 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 qua đây. Mày tưởng mày là ai? À, y như phim hài vậy. Ok, mở cửa nào. What's up man? Oh, mình đang có hình thấp quá, không thấy gì trên tường á. Chắc là mấy cái dòng chữ gì lại lạ thôi mà. Ok. Lấy ok. À, sử dụng vùng cầu. Thôi mà để mình ra ngoài, cái này ghê quá. Leave the floor. Rồi hỏi khu vực này hả? Thằng này có thể điều khiển hả? What the fuck. Múa đi. Múa đi, mừng sự kiện chúng ta đã thắng Incense. Ồ, Incense có độ điên nữa hả? Oh, cái này giống như mình bị tâm thần vậy á. Sao mình lại vô làm phiền tâm thần? What the fuck. Mình là người bình thường mà tụi bay phân biệt đối xử thế à? Ok, đi hay không có tên. Lên lầu đúng không? Ok, thắng rồi. Thắng chapter 1. À, thời gian nửa tiếng, đúng lâu luôn. Mình phải cắt ra nhiều đạn lắm ha. Hài vô đối. Lucius had to visit each floor one by one. The okay. Thì mình đã xong cái tầng đó rồi đó. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi xuống nữa. Nghĩa là mình gây tàn sát ở mỗi lầu. Mình đi đến đâu là tàn sát đến đó. Một con quỷ Lucius. Mắc cười vãi. Để thằng khi trường nhìn mắc cười vãi. Hiểu không? Ok, xuống lầu rồi. Coi như là mình chuẩn bị xuất viện đây. Use. Sao không được? The fuck. Ê. Oh, đã được rồi. Tầng 2 chúng ta sẽ làm gì ở đây? Trước tiên kiểm tra những cái phòng vệ sinh có cái gì không? Nên nhớ hãy đi tiểu. Ok. Đù. Đi tiểu tăng mana hả? What the fuck. Ồ, oh, hay vãi. Tiểu lại, tiểu lại, tiểu lại. Xèo, 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 xèo. Đúng hài luôn. Đi tiểu tăng máu quá nè. What the fuck. À, xin chào anh. Giết người này được không? Ok. Thôi, 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 thôi. Không nên cầm vũ khí, không nên cầm vũ khí. Không nên cầm vũ khí. À, ok, ok. Ok, ok. Thôi, 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 thôi. Đây là cái máy bán hàng tự động phải không? Mình không biết nó có ý nghĩa gì nhưng mà chắc là dùng để đè ai đó. May bí. Còn chị gái đây đâu rồi? Hey, hey. Ui, thôi, 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 thôi. Oh, what the fuck. Kinh vãi. Thôi đi ra, đi ra, đi ra. Mấy người này tụi này ghê lắm. Ô, oh, có lon coca nè. Ghê à. Ô, oh, lon coca cũng trượt được à. Mình nghĩ coi. Cái lon coca này mình nên dùng mình mục đích gì đây? Để mình đi xung quanh đâu đó, chỗ này mình thấm thính tình hình. Tôi đây có người nè. Ồ, ở đây có cái gì nè? Electric
gì rồi. Trước hết phải tìm vật dụng gì để ném. Cái này chăng? Vì ném nha, ném nha. Hứ. Đúng. Điện nè, điện nè. Giật điện nè mày. Ok nha, đã có chìa khóa 8998. What the fuck. Ô, ta sức mạnh rồi. Murder. Ok. Coi như em không phải. Ô, thanh gia, thanh gia. Nope, nope, nope. Chụp cha, chụp cha. Nấp xuống, nấp xuống, nấp xuống. Chờ nó thấy, chờ nó thấy. Ôi chết, mình quên lấy chìa khóa rồi. Đừng nhìn em anh ơi. Để mình coi ra đây có cái gì để giết người không. Ok ok, bình tĩnh bình tĩnh. Cứ bình tĩnh thôi tao. Mày đi ra nhìn tao cái. What the fuck. Ok. Mà không biết ở đây giết người thế nào nữa. The fuck. Trước tiên mình lấy chìa khóa này đã. Ok. Chìa khóa này dẫn mình đi đâu? Có hai phòng ở đây nè. Ồ, mở ở đây nè. Ok đi. Oh, cool. Chào anh, em đến thăm anh đấy ạ. Tội nghiệp quá, anh đi bệnh gì ạ? Anh đi bệnh gì? Nói em nghe đi. Nói xong nói. Ôi ôi. Thôi ngủ đói nha. Đây có gì nữa? Mắc cười vậy. Ồ, những ngọn nến. Ở miền Nam gọi là những đèn cầy. Có cái gì đây? Ồ, đâu có người bệnh đâu vậy đây chị. Ồ, có cái xe, có cái xe à. Xe. Nhìn nè. Vãi. Đây là hộp quà. Ok, ném đi, không có gì quan trọng á. Dùng cái này được thêm kinh nghiệm à. Dùng cái xe thì chạy nhanh hơn á. Ở đây có ai bệnh không? Bệnh mình kiểm tra. Có lẽ mình nên lấy thêm cái kìm để cái gì móc bẻ khóa cho dễ. Ok. Đi. Hello, em đi vệ sinh cái. Bé ngoan là phải đi vệ sinh. Ok, mở cửa. Hay là mình đi bẻ khóa đi. Ok, chắc chắn là cũng có cái thằng đi qua đây à. Equip. Rồi. Mình thấy điều khiển con nhỏ này nè. Rồi sau đấy rồi hỏi cái xe. Ok. Chị gái ơi, chị qua đây được không? Chị ơi. Chị nè. Ném cái cha nhỏ này. Nè chị. Chị, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Fuck. Ok, mình điều khiển luôn. Không có chị chiếc gì hết trơn á. Ok, điều khiển. Nhập tâm. Nhảy xuống. Đi xuống luôn. Ok, 1, 2, 3, thẳng tiến. Hai vô đuối. Ok. Xin cái kìm nha. Ở đây có cái gì đây? Mình dùng mấy cái này mình bé được không? Veil, raising the veil, you can see the opening. Break. Ok. You. Oh. Đáng lẽ là mình nên nhốt con nhỏ lại xong mình làm nó hơi kệ. Tại mình có nhiều cách khác nhau để làm mà. Đúng rồi, mỗi lần hết quan tâm phải vô nhà vệ sinh. Nhưng không nghĩ ra. Rồi, thằng bác sĩ cờ hó đâu? Đợi chút. Ở đây nếu làm được một thằng rồi, mình làm thằng thứ hai. Cho nó nhảy vô cái thang máy.
Anh ơi, mình ném ném cái này vô mặt nó đi. À, mình có người à, đi khiển được không? Anh ơi, anh này có gì quá? Anh khỏe không? Em đến thăm bệnh nè anh. Anh thăm bệnh thôi, anh biết tình hình em thế nào không? Tôi không muốn làm bác sĩ nữa. Tôi muốn nhảy vô hang máy đâu rồi? Không làm bác sĩ nữa, tôi không xứng đáng làm bác sĩ. Thôi tôi nhảy xuống đây, bye bye. Ồ, nhảy không được, what the fuck. Đéo được. Trolling you. What the fuck. Nhảy đéo được thế nào? Thôi nên mình chà, phát hiện rồi. Thấy chưa. Mình hiểu đường này không? Điều khiển. Rồi. Ô, cái chuyện gì đây? Đi xuống thôi. Úi, sorry. Ủa sao bác sĩ mình khiển không được ta? Thôi đi vệ sinh cái. Ui, thằng này đi vệ sinh hoài vậy. Phớt mày đi ra, tao đi vệ sinh coi. Đây có nhà vệ sinh đúng không? Đây nè. Ok. Để hiển ha, thằng bác sĩ chó này. Anh ơi, cái gì đây? Donuts. Quay mặt này hả? Mày qua đây. Cái gì vậy? Mày hiền vậy? Tao quăng iPad vào mặt mày. Tao quăng cái đài radio vô mặt mày. Qua đây. Em mới bệnh nhân mới đến nè anh ơi. Sao anh này hiền thế? Thằng này hiền vãi. Em á chứng bệnh hay đá dầm, anh hãy thông cảm cho em. Ok. Thằng này hơi bị thanh niên cứng á. Thôi, tôi không làm bác sĩ nữa đâu. Tôi không làm nữa đâu. Tôi muốn đi về. Tôi đi về với mẹ đây. Ui. Tại sao mình không thấy nào? What the fuck? Không, mình nhốt mình ở đây đi. Làm sao đi tự sát đây? What the fuck? Giết cái này khó quá. Để coi đây có ổ điện gì không. Ném bể có sổ đúng không? Đó, cho này nhảy khỏi đây. Hiểu rồi. Anh xin lỗi, cho nó nhảy lầu phải không? Tại sao mày nhảy mẹ xuống thang máy đi. Thôi đi vệ sinh. Chà rồi. Hết mana rồi, giờ sao? Có cách nào sửa lại cái này không? Thôi rồi. Thôi, em nhầm anh ơi. Chết cha, bị đuổi rồi. Tình hình là hết mẹ mana. Ok. Không bơm được mana. Thôi mình đi kiếm phòng bệnh khác vậy. Ôi, tội nghiệp anh quá đi. Ôi, tội nghiệp quá à. Thôi, bye bye nha. Con này khóa mẹ rồi. Thằng này dai quá. Thằng này cứng quá. Mà thì thằng này cứng quá bạn ơi. Ôi, thằng này làm gì mà đi tiểu hoài vậy? What the fuck.
Ok, giờ để về phòng á, mình cho nó nhảy lầu. Xin chào anh, em lại đến khám bệnh này. Thằng này rất là cứng nha, nên nó không thể tự sát được. Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn nhảy lầu. Ơ, nhảy cũng đéo được à? What the fuck? Mai Trung Liên vẫn đéo được. Thôi 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 đừng né em. Ôi, chạy nhanh vậy. Rồi, nó chạy kìa. Chết cha rồi. Ngồi xuống thôi chạy ghê vậy, hơi bị khó rồi nha. Để mình coi ở đây thằng máy nào biết vậy mình khiển mấy thằng này. Rồi đi tiểu không được nữa rồi, em muốn mana thôi mà mấy anh. Ủa chị gái làm gì đây? Phớt vô đây, đúng rồi lại. Ồ, chào anh. À, gia đình em ở nhà, không phải gia đình em bị sao rồi? What the hell? I must be losing my mind. Chết cha, chết. Thôi, bớt tết mẹ rồi. Nó lâu mình như cái gì á. Đúng. Ok. Tên nó chạy 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 chạy. Oh fuck. Thôi thôi. Bị phát hiện rồi. Chỗ này rộng quá bạn ơi. Thế đéo là chỗ này có thánh giá. Ở đây có mấy phòng bệnh nè. Ok, núp núp chị gái này đi. Ok. Ô, bác bệnh nhân và y tá à. Ok. Hôm nay em sẽ đến kể chuyện cho anh một câu chuyện rất là cảm động, anh da đen. Câu chuyện là một cậu bé đến thăm một anh chàng da đen và nó đã rút cổng thợ ra. Ok. Tôi đánh cái gì? Ôi. Hay không? Để coi con y tá đi đâu. À đi tiểu chỗ này đi. Ok. Đi tiểu với nhà với nhà. Ô chết 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 chết. Nhiều con y tá quá bạn ơi. Gần đây như cũng có mấy nhà vệ sinh khắp nơi nha. Chị vào thăm bệnh nhân đi. Thôi 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 thôi. Thôi rồi. Thằng chó này nữa. Anh ơi. Anh làm việc ở đây hả? Để coi có nhiệm vụ gì không? Sister Marie kill the nun. Chị qua luôn. Ok. Con nhỏ này đâu? Sister Mary. Ok. Con nhỏ nào vậy ta? Không phải cái này. Ủa, rốt cuộc đi đâu? Thôi, 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 thôi. Anh. Bệnh viện này nó bự quá mình không thể kiểm soát được. Họ trong đây nè, khóa mẹ cửa rồi. What sim cái thằng bảo vệ nó có đó. Hình nó còn nhỏ này không thấy mình ở đây. Có cái gì để giết người không? Bình xăng à? Ok. Có lẽ là mình sẽ đập vỡ cái bình xăng. Ok. À, mình đi nhầm rồi.
Tiền không đó. À, bây giờ mình sẽ nhốt nhốt cái thằng này lại. Ok, thôi con nhỏ này mình sẽ đi khiển thằng này và đập vỡ. Anh ơi, anh ơi, tại sao để vụ ở đây? Ê, chết. Chị gái ơi, làm gì đây? Chắc mình đi dụ dụ người ta đến à. Là sao để giết cái thằng bảo vệ mất dạy này đây? Ok. Con quỷ lấy luôn. Ok, ngon chim. Mình có thể phá cái này ra nè. Chết cha cái kìm nó rồi. Hôi, nhìn gì đây? Nhìn gì đây? Thôi. Dạ, ba mẹ em đi vắng rồi. What the fuck, cái kìm nó rồi? Không có cái kìm sao? Mà có để đây không? What the fuck? Ơi, không kế hoạch rồi. Không có cái kìm sao mà bẻ được khóa. Mình đi vứt ở đâu đó rồi. Để mình kiếm xung quanh đây có cái kìm gì không. Thôi anh ơi. Ô, giờ lấy cái kinh nghiệm. Cũng ngon. More power. Ok. Đích cũ. Thằng này không thể chống lại được, tại vì nó có cái gì trong á. Nước này là gì ta? Chẳng lẽ cho đợi thằng nào đi ngang qua nó té hả? Mình chưa nghĩ gì đó đâu. Ok, các bạn đợi mình xíu để mình suy nghĩ. Hay là hit line new. Có nhiều nhiệm vụ lắm. Ok. Hit line new ở đây hả? Nhà ăn à. Có cái nào để chết độc không? Có thuốc nè. Thuốc lá à? Xa. Vãi lại vãi hello handsome. Mọi người thấy đây là đập hồng điện này nè. Chị ơi, chị qua đây nè. Hư rồi. Thôi, qua đây. Fuck chị. Thôi kệ, mình đi khiển đến chỗ đây luôn. Chị ơi. À, cái thằng này nè. Số 2. Em không biết gì đâu. Hello nhóc. Chị anh vô, anh đi vệ sinh xíu. Ok. Fuck, chết chưa. Rồi xong, tăng thêm sức mạnh. Thôi chạy. Mình giờ bá đạo lắm rồi. Chết rồi phải không? Còn fuel là gì? Không thể giữ được nữa, cái này. Thì ra mấy cái điện như này nè rất là nguy hiểm. Thì ra là thế nên mình sẽ cái bệnh viện gì mà giỏm vái lờ ra. Ok, bây giờ mình sẽ giết thêm một người. Mày qua đây.
Ok. Trời ơi, chị thấy nhóc dễ thương quá à. Chị qua đây chị chơi giúp nha. Bùm. Ok. Chị này nữa. Khoan, chị này có chìa khóa. Mày ra chỗ khác à. Ok, chìa khóa này đi đâu? Con đường nào dẫn đến chìa khóa này? Chìa khóa này dẫn đến con đường nào? Ok. Cái gì đấy? Ồ, ở đây có ga nè, bình ga. Có thể cho nó nổ được phải không? Mà có thể kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài. Ồ, hay là mình chọn bác sĩ đi cho nó nổ. Mình chọn bác sĩ cho nó nổ đi. Ok, đi cho tao. Bên trong bác sĩ. Thằng bác sĩ cứng bờ lờ ra. Đi nào. Ô vãi, nhiều người chết quá. Ok. Bác sĩ ơi, em đến em cho anh một số thứ đây. Bác, con mẹ nó sĩ. Ok. Thôi. Tại sao cho cái này nó nổ ta? Chìa khóa là sao nổ được? Ném nó có nổ không? Ok. Để như đây luôn. Thôi. Thôi. Nhầm. À, lấy cái này quăng cho nó. Ơ, không nổ à? What the fuck? Đết ba nó. Ok, mình sẽ dừng tại đây. Tại cái này hơi bị rắc rối nên xin chào hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.